Đây là bài hát cuối cùng nên chị sẽ lựa chọn ca khúc nào ạ? Rồi, chắc là mình lựa chọn cái bài Bóng Tùng Mãi Mãi đi. Bóng Tùng Tại Mãi vì Mãi. Thật ra bài này mình cũng nói thiệt với quý vị là lấy lý do luôn là Ngọc cũng chưa có tập nhiều, nhưng mà Ngọc rất thích bài hát này. Và mỗi khi hát bài hát này đó là một cái cảm xúc dâng trào dành cho các vị thầy, mà đặc biệt trong đó có một người cha đã dẫn dắt Ngọc đi trên con đường đạo Pháp. Mà chính nhờ như vậy mà Ngọc là một con người thay đổi hoàn toàn về cái cách sống của mình. Gọi là mình hướng đến đạo đức, chứ mình không dám nói mình đạo đức. Dạ. Mình hướng thiện đúng Hướng không chị? thiện, hướng thiện. Gió đông cuối mùa, hàng dương bóng đưa ấm êm mái chùa đẹp như ước mơ. Chúng con bước về, lòng bao thương nhớ. Thầy là bóng mát bao la cội cây tùng. Dù xa muôn hương vẫn nghe suối nguồn chảy trong tim ông, sống vang nơi đại dương. Ngày nay khôn lớn vẫn xin như trẻ thơ quỳ bên giáng cha. Trong tình thầy muôn anh xuân, một đời cừu mang sắc son tỏa ánh sao mai huy hoàng. Hương thiền nhẹ qua năm tháng, cõi tâm linh mở lối thanh thang. Ai còn giống chơi khắp hương, xin quay về chốn yêu thương. Cây tùng xanh tươi bóng mát đứng bên đường lữ khách tha hương. Từng mùa xuân khói trầm trên đôi mắt trong, tấm lòng bao là núi sông. Ngọn nắng rơi vào nghìn trùng, là hoa sen thắm cho đời ngát hương. Trăng sáng khi chiều mờ sương, hơi ấm cho nguồn tình thương. Hương thiền nhẹ theo năm tháng,
nỗi thanh thang. Ai còn sống chơi khắp hương, xin quay về chốn yêu thương. Hãy subscribe.